Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin An toàn giao thông phát vào thứ năm hàng tuần trên sóng truyền hình Lào Cai. Trong bản tin hôm nay, sau phần tin tức an toàn giao thông sẽ là phóng sự lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, Bộ Công an và Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất cao trong việc chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông và giấy phép lái xe bị tạm giữ lên hệ thống, chậm nhất là từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Theo đó, những vi phạm của tài xế sẽ được các đơn vị tổng hợp hàng ngày gửi đến Tổng cục Đường bộ và Sở Giao thông các địa phương. Các đơn vị thuộc Bộ Giao thông sẽ nhập lên hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý. Trường hợp nào vi phạm đã bị tước bằng lái, cố tình báo mất để làm lại thì sẽ không được cấp mới. Sau khi kết nối, thông tin vi phạm cả về giao thông và ma túy của tài xế sẽ được cập nhật thường xuyên. Hai đơn vị có thể sử dụng dữ liệu của nhau để xử lý, quản lý tài xế. Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện sau khi Tổng cục Đường bộ cho hay, đơn vị không thể nắm được việc tài xế có phải bị tước bằng hay không khi họ đến làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có công văn về việc chấn chỉnh vi phạm trong sử dụng còi đèn xe ô tô không đúng quy định. Theo đó, công văn số 1097 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong ký nêu rõ, qua báo cáo của công an tỉnh và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, tình trạng một số xe ô tô cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp có sai phạm như sử dụng đèn còi không đúng tiêu chuẩn thiết kế, vượt quá âm lượng, gây chói mắt cho người điều khiển phương tiện khác khi tham gia giao thông, sử dụng đèn còi ưu tiên sai quy định, lắp đặt thêm hệ thống còi ưu tiên, đèn LED trên nóc hoặc để sau kính chắn gió phía trước, gây hiểu lầm cho người khác là xe được quyền ưu tiên, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan chức năng được phép sử dụng xe ưu tiên trên địa bàn tỉnh. Để kịp thời chấn chỉnh khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, chủ tịch các huyện thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải, không lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng quy định. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện lắp đặt sử dụng còi, đèn không đúng quy định. Các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống thông tin của bến xe đến các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, lái xe không tự ý lắp đặt sử dụng còi, đèn không đúng quy định đối với từng loại xe cơ giới. Phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. Ba tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Văn Bàn đã xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 người, làm bị thương 14 người. So với cùng kỳ, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông ở Văn Bàn chủ yếu tập trung vào các lỗi, chuyển hướng qua đường không chú ý quan sát, đi sai phần đường, làn đường, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ và uống rượu bia khi tham gia giao thông. Trước diễn biến phức tạp về tai nạn giao thông trong những tháng đầu năm 2019, Ban An toàn Giao thông huyện Văn Bàn đã chỉ đạo các xã, thị trấn trong huyện thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra, cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng xe cơi nới kích thước thành thùng chở quá khổ, quá tải có nguy cơ tái trở lại, vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm soát thành thùng, tải trọng hàng hóa xếp lên ô tô khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Thực hiện kế hoạch này, đội cảnh sát giao thông số 4, công an tỉnh và đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Bàn đã huy động lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc tuần tra kiểm soát xử lý xe chở quá tải được hai đội triển khai trên tuyến tỉnh lộ 151. Hai đội đã tổ chức phân công nhiệm vụ cho từng thành viên sử dụng các thiết bị nghiệp vụ để phát hiện và xử lý nghiêm trên tất cả các trường hợp vi phạm về chở quá tải, quá kích thước thành thùng, cơi nới thành thùng xe, chở vật liệu rơi vãi. Xe chở quặng từ mỏ Quý Sa lên nhà máy và từ mỏ Quý Sa lên xuất khẩu quặng Trung Quốc thì tất cả những phương tiện vận chuyển quặng đều qua cầu cân của nhà máy. Do vậy thì đều có phiếu cân. Khi qua kiểm tra cân tại tỉnh lộ 151 do công an tỉnh Lào Cai phối hợp với công an huyện Văn Bàn thì qua kiểm tra thì thường xuyên thì cũng không phát hiện ra những xe quá tải trọng cho phép đối với quy định.
Việc triển khai kế hoạch kiểm soát tải trọng, kích thước thành thùng hàng đối với phương tiện vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai của lực lượng cảnh sát giao thông trong đợt này là hết sức cần thiết. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông và giảm tải việc xuống cấp của các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Các tuyến đường tỉnh lộ 151 cũng như quốc lộ 279 thì là địa bàn rộng. Địa điểm mà có thể là đặt cân tải trọng phương tiện thì do mặt đường gồ ghề là cũng hạn chế cái việc mà địa điểm để đặt cân tải trọng phương tiện và cũng sẽ ảnh hưởng đến cái việc kết quả cân. Thông tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện Văn Bàn cho biết, năm 2018, đơn vị đã kiểm tra tải trọng 529 phương tiện. Tuy nhiên chỉ phát hiện được 4 trường hợp vi phạm về tải trọng với số tiền xử phạt gần 28 triệu đồng. Thậm chí trong 3 tháng đầu năm 2019, kiểm tra 56 lượt phương tiện cũng không phát hiện trường hợp vi phạm về tải trọng. Hiện tuyến tỉnh lộ 151, trung bình mỗi ngày có hàng trăm xe tải trọng lớn vận chuyển quặng sắt qua lại. Nhiều xe tải trọng lớn đồng nghĩa với việc kết cấu hạ tầng giao thông nhanh xuống cấp, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Do vậy, thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quá khổ, quá tải, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo hoạt động vận tải diễn ra thông suốt, an toàn, đúng quy định. Bản tin an toàn giao thông đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.